Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 75. Ở chùa chúng ta chuyên niệm Phật. Ngày nào những đức cũng cô động những câu quan trọng của pháp môn Tịnh Độ vào hai bài giảng, đó là câu A Di Đà Phật niệm đến cùng và quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc, để gầy dựng hoài cho những người niệm Phật của chúng ta kiên cố được lòng tin đối với câu Phật hiệu. Nên có bận biểu cỡ nào thì những đức cũng dành thời gian để chia sẻ hai bài pháp này, để cho những người tu Tịnh Độ chúng ta gầy dựng được tín tâm tín nguyện cầu sanh Cực Lạc. Và cũng hai bài giảng này để chúng trong chùa cũng thường nghe, để được nhắc nhở những câu chuyện như đức kể, những điều như đức nhắc nhở, điều để giúp cho những người niệm Phật của chúng ta, hay gia đình, hay những người ở trong ngôi nhà Tam Bảo, sống quy tắc, sống quy củ, đi đến đâu không hiểu thì hỏi đàng hoàng. Thì tự nhiên cái duyên phước mình rất là lớn. Và bất cứ việc gì chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ràng, tìm hiểu cho kỹ lưỡng. Nên mình làm ông bà cha mẹ của người ta, con cháu còn nhỏ, quý vị như biết rằng là những đức ở đây nhìn thấy nhiều, nhiều thứ. Mình rút kinh nghiệm, con cháu đi học gì đi học, nhưng mà cố gắng tập cho con cháu của mình nó nghe được nhân quả trong nhà Phật, quan trọng dữ lắm. Ấn Tổ này nói câu rất hay, có khi cho học luân lý đạo đức cũng không bằng học nhân quả. Học nhân quả của người ta sẽ biết sợ. Nên con cháu của mình đừng có lao theo cái học vị dữ quá. Có khi học cao hiểu rộng mà có những cái không hiểu về nhân quả cũng sẽ làm ác hoặc làm sai, hoặc góc độ cũng kém cỏi, không có mở rộng tâm lượng gì người. Nên dạy đạo đức là cái quan trọng dữ lắm. Dạy nhân quả, đạo đức quan trọng, rất quan trọng. Nên chùa mình đông gì mà mỗi ngày sống được bình yên là nhờ cái quy củ, nó quan trọng. Ví dụ như tới giờ ăn cơm, trước thời gian cái mình qua bên nhà ăn, mình ngồi khoảng cứ mấy phút mình đợi trước. Khi vô nhà ăn ăn cơm mà không nói chuyện, chùa mình ngồi ăn cơm không nói chuyện. Ai có điện thoại thì cài chế độ rung hoặc tắt nguồn. Những người Phật tử mới ghé rồi đó, hoặc là người đến thăm ông bà cha mẹ, quy tắc này mình phải nắm được. Khi ngồi ăn cơm xong thì mình ngồi đó. Chừng nào mà quý thầy nói chuyện xong, hay là sắp xếp việc gì xong, hoặc là niệm Phật hồi hướng rồi mình mới đi ra. Phải biết
Nghĩa là mình đi đâu mình phải tìm hiểu để mà mình áp dụng cho nó đúng, cho phù hợp. Chứ nếu không mình làm ngược lại, nó không đúng. Nhớ kỹ là đi đến đâu không hiểu thì phải hỏi. Mình hỏi người ta, ta không có trách mình. Mà mình tùy tiện người ta trách mình. Mình là người niệm Phật, mình là người biết tu mà phải hiểu nguyên lý này. Cái đạo lý này mình nắm được, mình đi đến đâu cũng yên tâm. Sống ở đâu người ta cũng thương yêu, người ta cũng quý mến mình. Đây là cái quan trọng. Giống như chùa của mình, bây giờ những đức sắp xếp là thí dụ như hộ niệm cho các cụ, chúng ta nêu lên sắp xếp chúng cái bàn hộ niệm. Cái hộ niệm rất là quan trọng. Cái này là giúp cho người ta phát cái ý niệm cuối cùng là câu A Di Đà Phật. Mình tu cả đời đó, nhưng mà cái ý niệm cuối cùng chúng ta chỉ cần sai thôi là chúng ta thất bại liền. Sai một ly đi ngàn dặm. Nên cuối cuộc đời hộ niệm cho người ta rất quan trọng. Mình phải có một tấm lòng giúp người như giúp mình. Cái này rất là quan trọng. Nên thông báo lên chương trình hộ niệm, dù là lúc này chưa có hộ niệm nhưng cũng thông báo chương trình hộ niệm. Khi thông báo chương trình hộ niệm thì các cụ mình chúng trong chùa, những người phát tâm đi hộ niệm, mình nghĩ rằng cái việc hộ niệm là cái việc làm cao thượng lắm quý vị. Thí dụ như mình bệnh đau đi mà có những người xung quanh đang ngồi, người ta quan tâm lo lắng cho mình cũng cảm thấy ấm áp. Như cái người người ta khi gần chết ta cũng sợ hãi lắm. Thấy xung quanh bạn đồng tu niệm Phật đưa tiễn mình đi cũng cảm thấy ấm áp. Nên cái người được sắp xếp ở vị trí hộ niệm, thấy cái người được hộ niệm nguôi nguôi mình lại, mình nói cô ơi chú ơi, niệm Phật với chúng đi. Chúng con đây rất là quan tâm thương yêu cô chú. Xung quanh mọi người đều niệm Phật cho mình. Cô chú nên niệm Phật. Muốn hết khổ, về cực lạc mới hết khổ. Còn ở đây là còn khổ. Mà còn ở đây không có giúp được thăng bằng nguyên thuộc bao nhiêu đâu. Về cực lạc mới có khả năng giúp được họ. Và mình không bị mê hoặc điên đảo nữa. Niệm Phật với chúng con nghe. Nói mấy câu gì khuyên họ niệm Phật. Sắp xếp 4 ban. 1, 2, 3, 4. Mỗi ban ví dụ như 10 người hay mười mấy người, coi cái lượng đăng ký của đại chúng nên phát tâm. Việc làm thì việc làm cao thượng, nó việc làm rất quan trọng trong cuộc đời. Giống như niệm Phật để cho người ta nghe, người ta niệm theo được câu Phật hiệu để người ta được giảng sanh. Nên mình chân thật mình phát tâm. Qua công đoạn này của những đức, mấy anh em trưởng ban thông báo lên liền, thầy nêu gì đây, đại chúng mọi người thường trụ phát tâm lên, lấy cái vị trí thường trụ phát tâm chính ghi tên ra. Một ban cho cụ niệm một tiếng thôi, mấy anh em ngồi suy nghĩ này. Một tiếng thì mình đủ cái năng lực, cái sức để có cụ niệm cho anh ta. Thì qua 3 tiếng mới trở lại ban đầu. Vì 4 ban 3 tiếng trở lại ban đầu. Ai cũng đủ sức để niệm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Trước khi đi hộ niệm, vệ sinh tiểu tiện cá nhân đâu rồi đó đàng hoàng. Đừng uống nước để mắc tiểu dư chừng mất công. Từ ở bên ngoài niệm Phật 10 câu, buông xuống tất cả vạn duyên để vô thành tâm thành ý hộ niệm cho anh ta 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ xong hồi hướng quay lại. Nghĩa là quay lại 3 ca kia rồi tới mới tới 3 ca của mình. Hiểu chưa? Nên động viên các cụ và đại chúng phát tâm rồi ghi tên vô danh sách. Ghi tên vô số lượng người đăng ký là thí dụ như 50 người. Thì 4 ca thí dụ, thì 1 ca là bao nhiêu người? Lấy 1 ca đó đó là lựa người nào khỏe và mười mấy người này chấp nhận cử người này lên làm trưởng ban. Mà nhìn thấy người này nghiêm túc ổn định cho làm trưởng nhân.
nhóm nhỏ. Để khi hộ niệm xong qua một tiếng thì người này quỳ lên, cầm micro quỳ lên và hồi hướng. Một tiếng hồi hướng xong, thay ca khác. Rồi người quản chúng lâu lâu hướng dẫn sắp xếp, động viên những người hộ niệm này phát tâm phải chân thành, chân thật. Mình phát tâm cho người ta bao nhiêu phần trăm thì người ta sẽ phát tâm lợi với mình bao nhiêu phần trăm. Việc làm này, việc làm cao thượng lắm quý vị. Người ta thấy bệnh đau gần mắt người ta sợ, còn mình đến mình hộ niệm cho người ta, an ủi người ta. Cái việc này là cái việc cực kỳ quan trọng. Dù cái lúc danh tiếng lẫy lừng, giàu sang phú quý, người ta đến với mình hàng ngàn hàng vạn người cũng không bằng lúc mà cặn tư nghiệp mình mà 10 người mười mấy người đến gần bên cạnh để niệm Phật đưa tiễn mình đi. Lúc đương thờ cái bưng người bợ, lúc gần chết thì mọi người tránh xa. Còn bây giờ nhưng mình đi đến lúc đó niệm Phật đưa tiễn ta đi, không có bạn thân nào bằng lúc này hết. Đây là lúc này là lúc bạn thân nhất. Nhớ kỹ, bạn thân nhất. Phải nhớ đó. Nên cái việc của người làm việc hộ niệm là quan trọng. Những đức trên hòa thượng, những đức mấy của thầy này cái làm đủ chuyện nuôi các cụ. Nhưng cái kết luận rất quan trọng đó là hộ niệm để đưa tiễn các cụ về cực lạc. Việc này mấy anh em làm ban trưởng phải cực kỳ quan trọng. Hết sức là quan trọng việc này. Việc hộ niệm không phải là việc lơ là. Việc hộ niệm không phải là cái việc mà làm chuyện tầm phơ tí phèo. Không phải là làm chuyện cho quá lo, không phải. Việc này là việc sinh tử của người ta. Việc này là việc mà giảng sanh hay đọa lạc của một kiếp người. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Nên chân thật có một cái tấm lòng giúp đỡ. Nên 4 ca thì mỗi ca có một trưởng nhóm nhỏ. Tới giờ đó cái người trưởng nhóm này trước thời gian phải biết đi quy tụ con người, tập trung chị em mà đã đăng ký lại để chuẩn bị thai ca. Họ phải có trách nhiệm như vậy. Còn trong ca của họ, người nào đã đăng ký rồi mà lại không đi hộ niệm, hoặc là này cái kia lộn xộn lu bu, mình nói được nói không được phải nhờ quý thầy sắp xếp. Thí dụ như chỉ có một tiếng vô phải chân thật lo niệm Phật cho người ta, chứ không phải vô đó mà khiều móc giỡn hết nhau, hoặc là nói chuyện, hoặc là đi vệ sinh cũng rủ nhau đi. Khi bước vô hộ niệm là niệm cho đúng một tiếng đồng hồ, bước ra thì có nước nôi hay cà phê bánh trái gì ăn được thì ăn miếng về nghỉ. Trước thời gian của 3 tiếng thì phải qua để thay ca. Nếu mà sắp như vậy thì cái thời gian nghỉ ngơi rất thoải mái và có đủ sức tỉnh táo để mình hộ niệm cho người ta. Có 1 tiếng rồi quý vị. Nên cái việc này mà vô làm mà không làm chân thật, chỉ có 1 tiếng mình Phật phấn chấn lên phải tỉnh táo niệm. Chứ mình vô đó có 1 tiếng mà ngủ nữa thì sao gọi là hộ niệm. Hộ là giống như người ta yếu mình lại giúp đỡ. Bây giờ mình vô đó mình còn nằm ngủ thì sao giúp đỡ người ta. Phải suy nghĩ cho kỹ. Cái việc hộ niệm cực kỳ quan trọng mà phải sắp ra như vậy. Nếu như mà không sắp ra như vậy, ai đăng ký thì đăng ký, ai đưa tay thì đưa tay, tới giờ đó. Nếu không đặt trách một trưởng nhóm cho có trách nhiệm thì người ta muốn đến niệm thì niệm, không đến thì người ta không có trách nhiệm. Nên mình phải cần nhận thức rằng những gì mình đã đăng ký và hứa hẹn thì mình phải làm cho đàng hoàng. Mình đã đăng ký hộ niệm cho người ta là mình đã hứa rồi, mà mình mắc là hứa. Đây là một việc đại thiện mà mình lại bỏ qua. Nên những đức lo cho người già, mỗi lần một cụ mắc đi được hộ niệm đàng hoàng, đưa lên đài hỏa táng là mình mừng cho một đời người. Mình chỉ cần có tâm đó, còn cái chuyện người ta giảng sanh đi đâu đó là chuyện của người ta. Còn mình là người đã làm hết trách nhiệm của mình, phải làm chân thật, làm nhiệt tình, làm đúng đắn. Nó nghĩa là hộ niệm sắp gì đó, cả gia đình ngoài đời cũng vậy. Dù là 1 ca, 2 người cũng phải sắp ra vậy, để chi? Vì nó xây dòng thời gian. Còn nếu như bây giờ ca 2 người mà 4 ca 8 người, mà bây giờ mình gom vô 8 người mình hộ niệm, mà hộ niệm chút nghỉ hết trơn 8 người. Nên phải chia ra có 2 người để niệm ngoài đời. Bật cái loa những đức lên, những đức niệm câu vì niệm theo, những đức niệm câu vì niệm theo. Thì 8 người mà 4 ca thì 3 tiếng quay lại thì 2 người này đủ sức để hộ niệm. Đủ sức để hộ niệm.
Khi mình hộ niệm thì cái quạt mà quạt ngay cái người mà bệnh đau gần chết, đừng nên quạt ngay người ta. Chúng ta lâu lâu cảm sốt một chút thôi quý vị, cảm sốt một chút thôi, mà đóng cửa lại mà nó còn lạnh. Cái lạnh này là trong thân tứ đại mình phát ra. Không chi mà bây giờ mà gió qua thổi ngay mình buốt lắm, gì không nọ. Nên cái hộ niệm người ta yếu này kia, đừng có cái quạt quạt ngay người ta. Thí dụ như mình mua cái quạt nào quạt nhẹ nhàng dịu nhất, cái quạt màu đen đen cũng không nên dùng. Vì cái quạt màu đen đen nó kêu lớn quá, nó ồn quá. Quý vị coi lúc mà mình bệnh đau, cái nhĩ căn mình rất yếu. Không chi mà thân tứ đại sắp sửa rã rời, thì họ nghe cái tiếng quạt kêu đó cũng như là sấm sét vậy, làm sao chịu nổi. Nên còn sống phải chân thật lo tu, hộ niệm không chắc ăn. Bản thân mình tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc mới chắc ăn. Nếu lúc còn sống mà không lo cố gắng, khi cận tử nghiệp là hối hận vô cùng, cực kỳ hối hận luôn. Cái này rất quan trọng. Nhưng nếu cứ nhắc hoài đó thì bị thôi. Trong đạo, trong chùa hay là ngoài đời gì thì bị. Khi mình bệnh đau không ai chia bệnh cho mình đâu. Khi mình gần chết không ai thở phụ mình đâu. Mình đọa lạc cũng không ai dẫn kéo lên nổi. Nên bản thân chúng ta đừng nên đọa lạc, phải gây dựng tính nguyện niệm Phật. Đây là cái gì cực kỳ quan trọng, quá quan trọng quý vị, quá quan trọng. Phải nhận thức cái cực kỳ sâu sắc. Đó là cái chuyện hộ niệm đó. Quý thầy phải thật sự quan tâm. Thí dụ như bây giờ sáng mai là đưa bà cụ lên đài quả táng, thì bây giờ từ hộ pháp cho tới các điểm chùa mình phải sắp gì nè. Tối đêm đó thông báo tất cả các anh em nam, từ xuất gia, người nào sắp xếp chúng thì cứ sắp xếp cho người ta tu ổn định. Thì buổi chiều đó 6 giờ là cái thời khóa chánh điện, vô thời khóa tu. Thì niệm Phật một chút rồi nói chuyện một chút vô địa chúng. Thì cho mấy anh em khoảng cỡ 6 giờ 15 20 gì đi. Thông báo mấy anh em tự tính toán sắp xếp, đây là mô hình. Thông báo lên là hôm nay bên nam từ người xuất gia cho tới cư sĩ nam 6 giờ 15 hay gì chúng ta qua bên phòng hộ niệm. Qua phòng hộ niệm. Khi qua phòng hộ niệm thì mình tập trung nam là hết, mình hộ niệm cho bà cụ. Khi hộ niệm thờ khóa công phu xong, mình thông báo là các cụ trên chánh điện đi xuống, tu xong đi xuống ngay phòng hộ niệm, đứng đứng mà sắp xếp cho các cụ, ghế dọn hết đi. Tại vì cái chỗ hộ niệm mà ghế các cụ kéo tới kéo lui sột sạt, trong khi niệm chỉ có một chút mà các cụ ngồi được không sao đâu, có một chút mà. Còn cái ban mà hộ niệm cố định thì mình lấy ghế mình cho họ ngồi. Tại ban hộ niệm cố định mình phải để ghế, mười mấy người mình để mười mấy cái ghế. Mà lúc mà chúng xuống hộ niệm đó thì mình cho cái ban hộ niệm đó họ ngồi hai bên cánh, cái trên gần bàn thờ mình để qua hai bên cánh, để cho dưới ta ngồi ở dưới đất, dưới gạch hết, có niệm cho ta ngồi niệm. Chứ bây giờ mình để ghế thiệt là nhiều luôn, mà bây giờ có mấy người muốn ngồi đâu ngồi. Phải sắp cho cái người mà chăm các cụ yếu là khi người ta vô hộ niệm phải sắp người ta lên, đưa người ta lên trên ngồi cho nó ngay hàng thẳng lối, dù ít. Đừng có để một đống ghế mà trong khi ngồi, người nào muốn ngồi đâu ngồi, ngồi phía trước ngồi, ngồi phía trước giữa ngồi, phía sau ngồi, tùm lum có không được. Dù 10 người chăng nữa mình cũng quy về một chỗ trên. Cái âm điệu của cái lực niệm nó cùng cộng lực để niệm. Như vậy nó mới có cái lực tu, lực niệm Phật. Đó, phải sắp vậy đó. Đó. Có nghĩa là sáng đưa bà cụ, ông cụ lên đài quả táng, thì chúng ta chiều nay nam 6 giờ xuống hộ niệm, tăng và cư sĩ nam xuống hộ niệm hết. Xuống hộ niệm hết. Rồi các cô mà ba nấu ăn đồ thì ngồi phía sau của các thầy các chú, là cho nguyên một cái dàn từ tăng
và cư sĩ nam và quý cô mà ban bếp núc ngồi phía sau sắp cho họ ngồi. Thì ngồi niệm Phật xong đại chúng ấy trên chánh điện đi xuống, lúc đi xuống mình mới hồi hướng xong các cụ đi vô sắp xếp cho cụ ngồi đàng hoàng niệm Phật, rồi những người hộ niệm từ cấp 6 giờ về nghỉ, các cụ niệm một chút thì trả về cho cái ban mà bốn ban kia, người ta cứ niệm xuyên suốt thay ca cả đêm đàng hoàng. Vậy thì mỗi một người mắc cảm thấy gia đình nó đến ấm áp vô cùng, rất là ấm áp. Những đứa đưa lên mô hình gì đó quý vị, tại gia đình quý vị cũng làm được. Quý vị phải điều chỉnh, quý vị sắp xếp ra. Chứ nếu đông người mà dồn vô hết tới mệt nghỉ hết trơn, nó không kết quả, nghỉ hết rồi. Thấy không? Đó. Nên á, mỗi anh em làm trưởng ban phải kinh nghiệm, phải có mô hình mình làm cho bài bản. Chứ con người mà phát tâm rồi họ bỏ cuộc, phải làm sao họ phát tâm ghi giấy tờ rồi xong in ra dán trên cái chỗ nào cho nhìn cái ban người ta là ca từ mấy giờ mấy giờ mấy giờ mấy giờ, tên gì ta nhìn vậy đó ta biết. Mà trưởng ban thì có trách nhiệm đi cứu, mà trách nhiệm đi cứu tập trung người đó, trong bốn ban nó có ban mình lựa một người bốn người. Còn người Phật tử đến cộng tu muốn kết duyên hộ niệm thì cứ vô hộ niệm theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Cái chỗ hộ niệm lúc nào mình cũng cử một người trưởng ban quan sát cái việc kẻ ra người vào ồn náo sao, phải vô ngồi nghiêm túc đàng hoàng lo niệm Phật cho anh ta. Niệm Phật bằng cả tấm lòng chân thật mà niệm, chứ không phải vô đó mà lơ lơ cho hết giờ nghỉ đâu, phải đâu nghe. Mình làm cho người ta làm sao, người ta làm cho mình vậy đó. Mình giúp người ta làm sao, người ta giúp mình vậy đó. Phải tin sâu nhân quả, phải tin sâu nhân quả, phải có tấm lòng, phải có một cái tâm chân thật. Chúng sanh này khổ quá, Phật ơi, Phật đến rước họ về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhớ không? Đó, mình làm nó có bài bản. Một ngôi chùa mình làm gì nó có bài bản, nhất là trưởng ban phải đi quan sát, coi cái gì không phù hợp, cái gì mà lơ gơ, cái gì mà lộn xộn, điều chỉnh liền. Làm trưởng ban là phải có trách nhiệm gì đó, trách nhiệm quan sát, hiểu không? Để giúp người, quan sát để giúp người. Nhất là cái chuyện cận tử nghiệp các cụ cực kỳ quan trọng, đừng có lơ là, phải cực lực nhiệt tình quá, quan trọng việc này. Ví dụ như lúc mà chăm bệnh các cụ, những đứa có ba bài pháp ngắn nhỏ nhỏ cho cụ nghe. Lúc mình chăm bệnh những nhiều cụ yếu cho nghe hai bài. Còn cái bài mà khi chết rồi thì chết xong là niệm Phật cho họ một tiếng đồng hồ xong hồi hướng, thì cái tiếng đầu tiên nó cho nghe cái đoạn ngắn của những đức mà cái đoạn mà các cụ khi chết được nghe đó, nghe chút tí tí đó. Rồi xong từ đó sau cái niệm Phật luôn, cứ theo gì mà làm. Còn lúc chăm bệnh các cụ hay lúc mà các cụ mà già yếu, lâu lâu bắt bài pháp cho các cụ nghe để nhắc các cụ giờ già rồi phải gán niệm Phật, phải cố gắng niệm Phật. Đó là từng chút những đức điều hành sắp xếp đó cho mấy anh em làm. Thật sự những đức mong mấy anh em trong chùa mình giỏi lắm quý vị à. Nên các cụ biết rằng những đức đưa lên tư tưởng cho các thầy có tâm huyết, các chú có tâm huyết, các cô có tâm huyết thương yêu người già. Trong thời điểm này những đức công việc rất là nhiều, cực kỳ nhiều công việc luôn các cụ ơi, làm suốt luôn các cụ. Mình chỉ cầu mong sao mình có sức khỏe, mình sẽ cực lực hết mình làm việc cho đại chúng bằng cả tấm lòng. Cảm thấy rằng sống ở cõi này dù là làm việc thiện, việc tốt gì cũng vui, nhưng mà lúc nào những đức cũng nguyện rằng nó mau đến cái tuổi mà mình giải sanh thì cực lạc, mình càng ham hơn nhiều. Thật sự quý vị, ở trong cái cõi này nếu như mà không hiểu được cái tâm từ bi quý vị, đối chúng sanh cái cõi ta bà này mình sẽ buông họ ra liền, không bao giờ. Tại vì sao? Hết cứu họ. Cái người mà tạo nghiệp chướng nhiều lắm, rất là nhiều, và họ hung dữ bạo ngược nhiều, không phải là người ít học không đó quý vị. Có những người có học thức, có địa vị xã hội mà cũng giỏi giang, tùy tiện, chửi bới âm sùm, tùy tiện lắm. Nên từ nơi đó những đức mới nói là mình có con có cháu, dạy con về đạo đức nhân quả, gầy dựng thêm chỗ đó. Đừng có lao theo học vị,
có khi học vị cao mà lại là con người, có khi lại không hiểu đó quý vị, không hiểu. Không phải người nào cũng vậy, mà có những người vậy đó, có khi học nhiều nhưng mà lại bất hiếu cha mẹ không chừng đó. Nên từ nơi đó mà mọi người chúng ta phải nhận thức, để chúng ta biết Phật pháp, chúng ta nhìn khỏi đời này khổ, giả tạm, vô thường, mà chúng ta ngày ngày phải siêng năng niệm Phật. À, mấy anh em trong chùa theo cái mô hình gì sắp xếp cho các cụ mình cảm thấy yên tâm, vì ai cũng có trách nhiệm, tới giờ đi hộ niệm phải nhiệt tình có trách nhiệm, tới giờ đưa đi thiếu là mình sáng đó phải tranh thủ mình đi qua liền để đưa bạn đồng tu mình đi thiếu, đưa một đoạn đường. Mình làm gì là tu duyên tu phước, để sao mình không làm đó. Xong rồi thì thí dụ như cái giờ mà đưa các cụ lên đài hỏa táng sớm thì theo tục pháp bình thường mà tu, còn cái giờ mà đưa lên đài hỏa táng trễ quá, trễ quá, thì chúng ta cũng cái giờ đó chúng ta cứ bắt thời khóa chánh điện bình thường đi, nó theo ý gan thời gian luôn. Thí dụ như đúng 8:30 thí dụ, hay 8:15 gì đó, bắt thời khóa tu lên, thì dù cái ngày mà đưa lên đài hỏa táng cũng bắt ý thinh gì, bắt đi, bắt lên tí đi, các cụ cứ qua làm lễ với các bà cụ này, đưa lên đài hỏa táng rồi xong các cụ cứ lên chánh điện, cái ban tổ chức sắp xếp cho vô ngọt, thì nó theo thời gian thì sao thì cứ theo vậy mà tu. Thì xong tới giờ thì các cụ cũng nghĩ y rang như thời gian bình thường, ngày nào cũng là ngày gì đó. Còn sinh hoạt hay là cái gì với nhà ăn thì chánh điện vẫn đúng thời khóa là phải bật âm thanh cho ta tu. Người sống không có đi chăng nữa thì cũng có chư hương linh tu. Nên mình chân thật, mình nhiệt tình, mình niệm niệm gì người vậy đó quý vị. Cái này rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Nó nên những đức nói phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố, phải siêng năng niệm Phật, phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố, phải tin vào nhân quả. Đừng bao giờ nói mình thiệt thòi, mình không có thiệt thòi. Trong cuộc đời này không ai thiệt thòi với ai hết. Dù bị ăn trộm ăn cắp gì cũng không thiệt thòi gì hết, vì mình gieo nhân mình gặt quả quý vị. Nó những điều như đức chia sẻ đó, từ Phật tử ngoài đời cũng nắm được, biết cách hộ niệm, biết cách chia ban thì sao. Người trong chùa nếu theo vậy mà làm thì quá khỏe, quá khỏe. Mỗi lần cụ nào mắc mình cứ ban trưởng cứ đứng lên động viên các cụ, sự hộ niệm là quan trọng sao sao. Như bản thân mình được hộ niệm, mình cần người ta phải niệm như thế nào cho mình, thì bản thân mình bây giờ hướng dẫn người ta, để người ta chân thật phát tâm lên để hộ niệm cho bạn đồng tu bằng cả tấm lòng, bằng cả cái tâm chân thật hộ niệm cho người ta. Hữu cầu thì tác ứng. Nhớ nghe quý vị, nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.